Ba biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Mưa bão kinh hoàng từ đêm hôm qua tại thượng nguồn sông Trường Giang. Ít nhất có 127 người thiệt mạng tại Trùng Khánh báo động vào sáng ngày hôm qua. Đài phát thanh khẩn cấp quốc gia hôm qua đưa tin 30 người chết ở tỉnh Hồ Bắc, lân cận hơn 200.000 người đã được sơ tán gấp và 1.031 ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi trong đêm. Ngoài ra, 3 vụ lở đất ở thị trấn Đôn Hảo tại vùng núi của Trùng Khánh tuần này đã khiến 17 người chết. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố cho biết, các thi thể được tìm thấy vào sáng nay sau khi 200 người được điều động tìm kiếm và cứu hộ. Hiện lượng mưa ở thị trấn Đôn Hảo là 303mm. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa ở đập Tam Hiệp đạt 61.000 mét khối, trong khi lưu lượng xả ra là 30.000 mét khối trên giây, với 45% nước lũ bị giữ lại trong hồ chứa. Theo tập đoàn quản lý, đập Tam Hiệp mở hết 11 cửa xả lũ vào sáng nay. Mực nước của hồ chứa là 180.5 mét, cao hơn 15 mét so với mức cảnh báo lũ. Tại thành phố Ân Thi ở Hồ Bắc, nhân viên cứu hộ sử dụng bè hơi để giải cứu 1.900 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà. Lính cứu hỏa và các lực lượng khác đã hoàn thành việc phá đê vỡ tại hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Con đê này vỡ 9 ngày trước làm ngập 15 ngôi làng và các cánh đồng ở tỉnh Giang Tây. Hơn 13.000 người được sơ tán lũ lụt tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới 27 trong số 31 địa phương cấp tỉnh và gần 38 triệu người. Hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và hơn 1.400 người chết hoặc mất tích. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 860 triệu đô la để khắc phục thiệt hại cho tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh, song thiệt hại có thể lên tới 12 tỷ đô. Mực nước tại 472 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng 5. Trong số đó, 37 con sông đạt mức nước kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Song trận lũ năm nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nước đã rút tại một số thành phố lớn như Vũ Hán và một số địa phương ở khu vực hạ lưu, với trên hàng chục triệu người sinh sống phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt mới, như đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 30 năm trở lại đây vào giữa năm 1998, với hơn 3.000 người chết, gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy trong đợt thiên tai này, chủ yếu tại các địa phương dọc theo sông Giang. Đập Tam Hiệp được xây dựng năm 1994 đến 2006 tại đoạn sông Trường Giang chảy qua quận Chi Lăng, thuộc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp kiểm soát nước đa năng tại đây gồm một đập dài 2.309m và cao 185m, với âu tàu 5 tầng và 34 máy phát điện. Đập Tam Hiệp được kỳ vọng bởi kiểm soát lũ trên sông Trường Giang. Song nhiều chuyên gia cho rằng công trình chưa đáp ứng được mục tiêu cắt lũ theo thiết kế. Từ đêm hôm qua, chính quyền điều binh sĩ vội đắp bao cát quanh hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, khi lũ lụt đang hoành hành khắp lưu vực sông Trường Giang. Hạ lưu sông Dương Tử, hay còn gọi là Trường Giang, bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả từ tháng trước đã khiến cho 14.010 người chết và mất tích, buộc hàng chục triệu người khắp 27 tỉnh phải sơ tán. Đây là đợt lũ tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong hơn 30 năm qua, khi các khu vực trên cả nước trải qua nhiều tuần mưa lớn trong ảnh đường phố và các ngôi nhà ngập trong nước sau khi một con đập ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây bị vỡ vì mưa lũ. Trong bối cảnh mức độ cảnh báo mưa lũ ngày càng gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền ở các khu vực chịu thiệt hại nặng nề huy động nguồn lực trợ giúp người dân, đồng thời kêu gọi dân chúng hãy can đảm. Các binh sĩ Trung Quốc xây con đê khẩn cấp dọc theo hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây. Mực nước của hồ này đã chạm mức kỷ lục 22,52m, vượt mức báo động là 19,5m. Hơn 100.000 người, bao gồm cứu hộ viên, binh lính, người dân đang dùng sức ngăn lũ ở Giang Tây. Khoảng một nửa số này được triển khai ở hồ Bà Dương, nơi nhiều tuyến đê bao bị vỡ. Tại thành phố Cổ Giang, gần khu vực nước hồ chảy vào sông Trường Giang, binh lính mặc áo phao màu cam liên tục gia cố bức tường đắp từ bao cát cao bằng đầu người. Hơn 200 con sông bị vỡ đê gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực xung quanh. Các quan chức của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, các nhà chức trách cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Trung Quốc, những người dân khiếu kiện bị bắt giữ và đánh đập khi thủ tướng đi thị sát lũ lụt. Một số người dân khiếu kiện ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị bắt và hành hung khi thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm thành phố này để đi thị sát tình hình lũ lụt xảy ra gần đây. Những người khiếu kiện sau đó đã khiếu nại lên chính quyền cấp cao hơn ở khu vực và chính quyền Bắc Kinh với hy vọng họ sẽ được đối xử công bằng. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo của nhà nước Trung Quốc, ông Lý đã đến thăm làng Song Bái ở gần sông Phù, một nhánh của sông Trường Giang. Hơn 8.000 cư dân trong lần này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và phần lớn đất canh tác của địa phương bị ngập lụt. Ông Lý cũng đã nói chuyện với những người dân làng phải sơ tán. Theo thông tin từ các kênh truyền thông nội địa, hai cư dân sống ở Trùng Khánh đòi công lý trước việc chính quyền địa phương cưỡng chế phá rỡ nhà của họ.
đã nói với đài Epoch Times về việc các quan chức địa phương ngược đãi đối với ông Lý đến thăm khu vực này. Tang Ruhu cho biết cô đã bị khoảng 10 quan chức chính quyền địa phương bắt tại một nhà ga xe lửa ở khu vực mới Lưỡng Giang. Ở Trùng Khánh, cô Tang cư trú tại huyện Phong Đô, Trùng Khánh. Cô cho biết một trong những quan chức thuộc Cục An ninh địa phương và một người khác thuộc đồn cảnh sát địa phương, cô Tang kể rằng cô đã hét to để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Khi cô bị kéo lê trên đường trong lúc người dân gọi cảnh sát, cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó và bị giữ trong nhiều giờ. Cho đến khi khoảng 10 quan chức từ Cục An ninh Phong Đô đến và trả cô về huyện, họ lôi tôi vào xe cảnh sát và các quan chức từ huyện Phong Đô đã đấm đá tôi. Cô Tang nói cô Tang cho biết đã khiếu nại trong hơn 20 năm qua vì ba nhà của cô đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế phá rỡ. Cha mẹ và chồng của cô đã chết vì liên quan đến việc phá rỡ sau khi được thả. Cô Tang nhận ra rằng các quan chức đã bắt cô vì Thủ tướng Lý Khắc Cường đang đến thăm khu vực này. Cô Tang nói, tôi thấy trên Internet nhiều người khiếu kiện địa phương đã bị quản thúc tại gia vì chuyến thăm của ông Lý. Cũng vào cùng ngày, một người dân khiếu kiện tên là Kai Ba cho biết các quan chức đường phố địa phương đã đưa cô đến một ngôi nhà, giam giữ bất hợp pháp và đánh đập cô. Cô kể một quan chức nói với cô rằng nếu anh ta đánh cô đến chết thì chính quyền địa phương sẽ che chắn cho anh ta, nên sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Ngày hôm sau, cô Kai đã gọi cảnh sát, sau đó có thêm nhân viên cảnh sát xuất hiện tại một ngôi nhà giam giữ cô, nhưng không thả cô ra đến cuối ngày mới được trả tự do tại một bến xe buýt địa phương. Cô đã tự gọi xe cấp cứu và được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị vì bị gãy chân. Cô Kai đã gọi cho cảnh sát địa phương, yêu cầu họ thanh toán hóa đơn y tế của cô. Các nhân viên cảnh sát đã đến bệnh viện, nhưng chỉ nói chuyện với người đứng đầu bệnh viện rồi rời đi, chứ không thanh toán hóa đơn y tế của cô. Cũng vào cùng ngày, nhà hoạt động địa phương Giao An Si cho biết có khoảng 10 đến 20 nhân viên từ sở cảnh sát địa phương và cục an ninh đã xuất hiện tại nhà của cô ở huyện Đại Đậu Khẩu, Trùng Khánh, bắt giữ 4 người khiếu nại đang đến thăm cô vào thời điểm đó. Điện thoại di động của họ có thể đã bị theo dõi, vì vậy các nhân viên cảnh sát đã tìm đến nhà tôi và bắt giữ họ, cô Giao nói. Cô cho biết thêm rằng một trong 4 người khiếu kiện đã bị đánh. Sau đó, tôi biết rằng là họ đã làm như vậy vì Thủ tướng Lý đến thăm thành phố. Thật là khủng khiếp, cô Giao nói. Cuối ngày hôm kia, truyền thông nhà nước Trung Quốc, tờ Tân Hoa Sát đưa tin rằng nước lũ ở Trùng Khánh đang rút xuống và khí đốt tự nhiên đã được cung cấp cho một số hộ gia đình. Hai người dân ở Trùng Khánh đã chia sẻ với The Epoch Times những gì họ chứng kiến. Bà Giang cho biết mực nước sông Gia Lăng dâng lên nhanh chóng, làm ngập nhiều ngôi nhà gần đó, trong khi nhiều con đường dẫn đến thị trấn ở bờ tây của sông không thể tiếp cận được. Một người dân khác, 39 tuổi tên là Hoang, cho biết anh chưa bao giờ thấy lũ lụt xảy ra trên diện rộng như vậy ở Trùng Khánh. Anh cho rằng rất khó để biết được mức độ thiệt hại mà lũ lụt gây ra. Anh Hoang cho biết chính quyền địa phương đã cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự cố hàng loạt nào. Vì vậy, các quan chức đường phố đã trực tiếp xử lý các nạn nhân lũ lụt. Chỉ những nạn nhân và người nhà của họ mới biết người dân đã được chính quyền hỗ trợ hoặc đền bù tài chính như thế nào vì lũ lụt. Ở Trung Quốc, các sự cố hàng loạt thường đề cập đến các cuộc tụ tập có kế hoạch hoặc ngẫu nhiên của người dân phổ thông để bày tỏ sự không hài lòng với chính quyền. Các quan chức địa phương thường được giao nhiệm vụ dẹp bỏ những biểu hiện bất đồng chính kiến như vậy. Anh Hoang nói thêm rằng một số tài khoản mạng xã hội ở Trung Quốc của anh đã bị khóa sau khi anh đăng một số thông tin về tình hình lũ lụt. Kính thưa quý, theo nguồn tin mà truyền thông mới nhận được, cơn bão số 6 đã đổ bộ vào bờ biển phía đông khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, và đêm ngày hôm qua sức mạnh của cơn bão kinh hoàng tới mức khiến cây cối bật gốc và mất điện diện rộng trên toàn khu vực. Cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của Trung Quốc, khiến cho 653 người dân ở bờ biển phía đông của các vùng lân cận đã bị thiệt mạng. Với sức công phá mạnh không kém, sức gió gần tâm bão lên tới 175 km/h và giật trên 210 km/h theo cơ quan thời tiết của Trung Quốc. Cơn bão đã đổ bộ ở một thị trấn ven duyên hải Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông. Hiện nay vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tình hình con số thương vong. Theo cơ quan địa phương, số cây cối bật gốc ở đây nhiều vô kể, một số cây còn nằm ngổn ngang trên đường cao tốc. Một quan chức tỉnh Quảng Đông cho biết nguồn điện đã bị cắt từ sáng thứ Bảy tại các thành phố lân cận, cách tỉnh Quảng Đông khoảng 70 km về phía Bắc, và cũng là nơi chính phủ thành lập trung tâm chỉ huy cứu hộ và cứu trợ, do Bộ trưởng Nội vụ đứng đầu Taiwan News đã cho biết những cơn gió mạnh tới mức khiến cây cối đổ sập và lật tung những tấm lợp mái nhà. Người đứng đầu quân đội phát biểu trong một cuộc họp báo, dù không mạnh như cơn bão số 5 nhưng sức gió tối đa của bão số 6 có thể gây ra thương vong, sạt lở đất và gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng và nền nông nghiệp. Anh Chun Mo, một người may mắn sống sót sau cơn bão năm ngoái, cho biết, tôi sợ lắm. Tôi đã cầu trời khấn Phật đừng giáng thêm một thiên tai nào nữa xuống đầu của chúng tôi. Trong ngày hôm nay, hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy và các chuyến phà, tàu thuyền cũng đã bị cấm xuất. Đến khoảng 500.000 người đã được sơ tán khỏi tỉnh Quảng Đông, trong đó có toàn bộ thành phố, ông Hen He gửi đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai trong khu vực nói. Lần này chúng tôi không hề chứng kiến người dân chống lại lệnh sơ tán. Nỗi ám ảnh của họ sau cơn bão năm ngoái là vẫn còn rất lớn. Tại đây, người dân đang hối hả dùng bao cát đắp thành những bờ tạm để ngăn nước lũ tràn vào nhà.
Các cửa hàng và trong thành phố cũng bắt đầu đóng cửa và tìm mọi cách gia cố để tránh tình trạng thiệt hại nặng do siêu bão hồi năm ngoái. Trong khi đó, trung tâm cảnh báo của quân đội nhận định rằng cơn bão này có thể sẽ tiến sâu vào đất liền và tràn qua mặt phía nam của tỉnh Quảng Tây. Đường đi thất thường và khó dự đoán của cơn bão số 6 đã khiến chính phủ Trung Quốc phải triệu tập một lực lượng họp khẩn trương với tỉnh trưởng của các tỉnh để bàn cách ứng phó, trong khi quân đội Trung Quốc đã được đặt tình trạng báo động cao nhất. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Từ 7 giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp với bão số 4 Noru. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Cuộc họp được kết nối trực tiếp đến trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trụ sở Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có liên quan. Bão Noru đi vào Quảng Trị, Quảng Ngãi, giật cấp 15. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc, 112,1 độ kinh Đông trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc, 109,7 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 170 km về phía đông nam Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 107,6 độ kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 115,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, nước dâng do bão 2 đến 5,5 mét, mưa lớn trên 450 mm một đợt. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía tây nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10 sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8-9 sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển cao 9-11 mét, biển động dữ dội.
Từ chiều nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 12, 13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, nước dâng do bão cao 1,2 đến 1,7 mét, mực nước tổng cộng, nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 2 đến 2,5 mét, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 300-400mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó khẩn cấp với bão số 4, bão Noru, một trong những cơn bão lớn nhất ảnh hưởng tới nước ta những năm qua. Thủ tướng yêu cầu phải có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản, di sản, điều kiện, sinh kế của người dân ngay khi bão chưa đổ bộ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 8 địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng chịu ảnh hưởng của bão: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, 88 quận, huyện, thị xã, 1.155 xã, phường, thị trấn. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ và có các cuộc họp chỉ đạo về công tác ứng phó bão. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đang có mặt ở miền Trung để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó bão. Phát biểu đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các tỉnh, thành phố đã triển khai các giải pháp, nhiệm vụ được giao, nhưng Thủ tướng vẫn tiếp tục triệu tập cuộc họp để rà soát lại công tác chuẩn bị ứng phó bão và ứng phó với các diễn biến sau bão. Nhân dân ở xã, phường nên cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới cấp xã, phường, phải có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản, di sản, điều kiện, sinh kế của người dân, phải bảo vệ tính mạng, tài sản người dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ, bởi phòng hơn chống, Thủ tướng phát biểu. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ như khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, kêu gọi ngư dân không đánh bắt trong những ngày này, rà soát kiên cố sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ học sinh, khách du lịch, bảo vệ di sản, nhất là phố cổ Hội An, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão, nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Là lãnh đạo địa phương phát biểu đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cho biết, đến nay gần như toàn bộ diện tích lúa và 85% diện tích thủy sản đã được thu hoạch, chỉ còn 3 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm nhưng dự kiến 10 giờ sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm. Theo số liệu cập nhật, hơn 44.000 hộ dân được di dời, lương thực đã được bố trí dự trữ, đặc biệt là khu vực vùng núi có nguy cơ chia cắt cao, các hồ thủy điện đang ở mực nước thấp nên có thể yên tâm về khả năng đón lũ với 900 triệu mét khối nước. Lực lượng thanh niên xung kích với 12.000 người đã sẵn sàng. Sau cuộc họp, tỉnh sẽ triển khai 3 đoàn công tác tới địa phương để ứng phó bão. Đồng chí Trần Lộc, lãnh đạo phường Tân An, thành phố Hội An cho biết đây là phường ven biển, địa phương sẽ cố gắng cao nhất, tập trung chẳng chống nhà cửa, di dời dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thấp nhất tài sản, ảnh hưởng tới di sản Hội An, các ngôi nhà cổ.
lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết đến nay còn 17 hộ dân chưa di rời. Huyện không di rời tập trung mà xen ghép với các hộ dân khác. Thủ tướng yêu cầu nếu tình hình căng thẳng có thể tính tới phương án di rời dân và đất liền. Lãnh đạo huyện đảo cho biết nếu cần có thể huy động hầm quân sự để người dân tránh trú. Lãnh đạo xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế cho biết đã phân công các đảng ủy viên về các thôn để kiểm tra, đặc biệt quan tâm người già, trẻ em, người ốm, phụ nữ mang thai, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân và hệ thống nghe nhìn trong những ngày bão. Lãnh đạo phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã phân công trực 24/24 giờ trong những ngày qua để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. 9 tàu của phường đã vào nơi tránh trú an toàn, trên địa bàn chưa có người dân nào phải di rời. Lãnh đạo xã Pê, huyện Krông Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đội ngũ cán bộ đã chia làm các tổ đi vận động người dân không đi rừng, qua sông, qua suối trong những ngày này, chuẩn bị đề phòng các điểm sạt lở, học sinh đã nghỉ học ở nhà để ứng phó bão. Lãnh đạo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết huyện đã có hơn 660 tàu thuyền các loại đã vào khu neo đậu an toàn, không còn ngư dân trên biển. Hơn 1.700 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu đã có phương án di rời, học sinh nghỉ học từ chiều ngày hôm nay. Cuộc họp cũng nghe lãnh đạo phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, xã Klaka, huyện Chupa, Sa Lai, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum báo cáo về công tác chuẩn bị. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, sau khi kiểm tra, ông nhận định các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã nghiêm túc triển khai công tác phòng chống bão. Chúng ta có thể tương đối yên tâm với công tác đảm bảo an toàn hồ đập. Bộ trưởng đề nghị nhấn mạnh quan điểm không hối tiếc khi ứng phó cơn bão này bởi mọi sự thiệt hại về tính mạng và tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên biển, còn 9 tàu đang di chuyển về phía Nam và nơi an toàn, nhưng 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phải quyết liệt, tích cực hơn bởi không loại trừ khả năng bà con sẽ đánh bắt khi thấy cá nhiều do bão. Cùng với đó, hết sức quan tâm, phát hiện kịp thời xử lý các nguy cơ sạt lở đất, các vấn đề vận hành liên hồ chứa, hồ thủy lợi, đập thủy điện, giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống, không để địa điểm nào bị cô lập do mất thông tin liên lạc. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, theo dự báo của các cơ quan chức năng, cơn bão số 4 diễn biến phức tạp, tăng 2 cấp so với ngày hôm qua, cường độ mạnh, di chuyển nhanh trong khi khả năng ứng phó còn có những hạn chế. Thủ tướng nhất trí với quan điểm công tác phòng chống bão và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cao hơn một cấp để có sự chủ động chuẩn bị. Nếu chuẩn bị tốt thì khi cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh hơn, dự kiến thì vẫn đảm bảo an toàn. Ngược lại, nếu bão đổ bộ mạnh hơn dự kiến mà không chuẩn bị tốt thì thiệt hại sẽ lớn. Những ngày qua, các địa phương đã hướng dẫn gần 58.000 tàu thuyền với khoảng 300.000 lao động di chuyển, tránh trú, gia cố, di rời 4.500 lồng bè thủy sản, lên kế hoạch và tiến hành sơ tán trên 100.000 hộ với gần 400.000 dân tại các vùng nguy cơ cao. Thủ tướng hoan nghênh tinh thần của các tỉnh, thành phố, các thành viên ban chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thời tiết thế nào. Như khi trước bão thì có thể trời quang, mây tạnh. Đồng thời cũng không để bị động bất ngờ gây thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân, không hốt hoảng, lo sợ, mất bình tĩnh. Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo khẩn trương quyết liệt nhất, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Vừa phòng tốt, vừa chống đỡ có hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị tốt nhất để kịp thời ứng phó diễn biến xấu có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là bảo vệ tính mạng người dân, cương quyết di rời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, trong đó hết sức chú ý bảo vệ các đối tượng yếu thế, học sinh, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật, khách du lịch phải ở lại do bão. Thủ tướng yêu cầu thời gian không còn nhiều, các bộ ngành địa phương liên quan từ tỉnh tới cấp huyện, cấp xã phải ra soát lại và tiếp tục triển khai ngay các công việc. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo chính xác nhất có thể, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan, người dân. Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để tập trung chỉ đạo ứng phó bão, phân công các đồng chí trong đảng ủy, thường vụ đảng ủy xuống kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương trọng điểm, ứng trực, chỉ đạo ứng phó tại cơ sở.
Thủ tướng yêu cầu cương quyết di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, ven biển, cửa sông, nhà yếu không đảm bảo an toàn, nơi nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Việc sơ tán dân, nhất là vùng ven biển, phải hoàn thành sớm nhất trước khi bão đổ bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cần thiết khi cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không để người dân ở lại trên lồng bè, tàu thuyền, khu vực không an toàn, rất khó khăn khi ứng cứu trong lúc bão đổ bộ và nguy cơ cao thiệt hại. Các địa phương, các lực lượng chức năng như công an, quân đội bố trí lực lượng đảm bảo an ninh an toàn để người dân yên tâm sơ tán, bố trí lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, chuẩn bị y tế cho người dân. Rà soát tàu thuyền, liên hệ tới từng chủ tàu, không để tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, rút kinh nghiệm từ ứng phó các cơn bão trước đây khi hàng trăm tàu thuyền hư hỏng do va chạm trong lúc neo đậu. Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản. Bộ Xây dựng hướng dẫn các biện pháp bảo vệ, hạn chế tình trạng đổ sập, tốc mái các công trình, chủ động kiểm soát hoạt động đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, hạn chế người dân ra đường khi bão đổ bộ, kiểm tra lại các cây lớn, dễ đổ, gãy để có biện pháp xử lý an toàn phù hợp. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho các khu vực nguy cơ sạt lở, chia cắt, cô lập, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, nhất là trên biển, trên sông và các khu vực bị cô lập, chia cắt. Các bộ ngành triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân, an toàn hồ đập, các công trình sản xuất, dịch vụ, dầu khí trên biển. Lực lượng vũ trang chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó bão. Các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về ứng phó bão, nhất là các kỹ năng ứng phó bão bằng mọi biện pháp có thể để thông tin nhanh nhất về thiên tai tới người dân. Qua cuộc họp, có thể thấy thông tin liên lạc cơ bản được kết nối tốt, cần tiếp tục duy trì thông suốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo tiền phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ. Nhận định mới nhất cho thấy bão Noru là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến miền Trung. Mức độ tàn phá có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Sansene năm 2006, đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, từng gây thiệt hại rất nặng nề. Bão tăng cấp rất nhanh. Vào 7 giờ sáng nay, tâm bão Noru cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Như vậy, chỉ trong vòng hơn một ngày, bão Noru đã tăng gần 3 cấp, từ cấp 12 lên gần cấp 15. Theo ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 300 km, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100 km xung quanh mắt bão. Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 4 có cường độ trên cấp 13, giật cấp 17 khi vào gần bờ biển miền Trung. Việt Nam nhận định trong ngày hôm nay bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày hôm nay, tâm bão chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 170 km về phía đông nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong đêm nay đến rạng sáng mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Thời điểm đổ bộ đất liền, bão duy trì sức mạnh cấp 12, 13, giật 15, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Bắc Tây Nguyên từ khoảng tối nay. Đến 7 giờ ngày mai, tâm bão trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15.
Theo ông Mai Văn Kiêm, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Bộ. Mức độ ảnh hưởng có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Sansene năm 2006. Cơn bão từng gây ra gió mạnh cấp 13, giật cấp 14 khi đổ bộ Đà Nẵng, Quảng Nam, khiến 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị đổ, hư hại gần 1.000 tàu thuyền bị chìm. 9 trên 14 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định phạm vi ảnh hưởng của bão Noru rất rộng với 9 trên 14 tỉnh thành phố miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là 5 tỉnh thành phố được dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây cũng là 5 tỉnh chịu rủi ro thiên tai cấp 4 chỉ sau cấp thảm họa. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên từ tối nay có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. 4 tỉnh Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Về mưa, dự báo bão số 4 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên với lượng mưa dự báo đến 300-400mm. Do mưa lớn xối xả, tập trung trong thời gian ngắn nên gây ra một đợt lũ ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng, ven biển, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Về nguy cơ ngập lụt dự báo tại Thừa Thiên Huế, có 4 trên 8 huyện với 58 xã Quảng Nam, có 6 trên 18 huyện với 75 xã Quảng Ngãi, có 6 trên 11 huyện với 74 xã. Độ sâu ngập lụt trung bình từ 0,3 đến 0,6 mét. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi của các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định. Cần đặc biệt lưu ý các huyện có nguy cơ rất cao gồm Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Quảng Nam, Sơn Tây, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Hà, Quảng Ngãi, Đắk Rây, Con Rẫy, Tum Rông, Kon Tum. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể đánh đắm tàu thuyền lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, trong sáng nay, nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất của bão Noru là gió rất to, sóng rất lớn. Nơi bão đi qua, cường độ gió đạt cấp 13, 14 có khả năng đạt cấp 15, gió giật cấp 17, sóng cao 8-10 mét có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn. Các huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 4. Khoảng đêm nay đến sáng mai, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 12, 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng tổng cộng 3 đến 4 mét, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản có nguy cơ ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Dự báo từ tối và đêm nay, đất liền bắt đầu chịu tác động của gió bão, thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh là từ đêm nay đến sáng ngày mai. Bão Noru mạnh thêm, 60 huyện, đô thị có nguy cơ ngập úng. Trong đêm qua, bão Noru đã tiếp tục mạnh thêm. Dự báo thời điểm áp sát đất liền nước ta, bão sẽ duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 16, mạnh nhất trong 20 năm qua ở miền Trung. Vùng ảnh hưởng kéo dài từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Bắc Tây Nguyên. Bão tiếp tục mạnh thêm. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua, sau khi đi qua vùng biển khá ấm và có độ đứt gió nhỏ, bão Noru đã tăng gần 3 cấp. Vào 4 giờ sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam khoảng 250 km, Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150-183 km/giờ, giật cấp 17. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4 giờ rạng sáng mai, tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150-166 km/giờ, giật cấp 16. Dự báo trong ngày mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ trong khoảng sáng mai. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Gió giật dữ dội, mưa xối xả trên đất liền. Bão Noru được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua đổ bộ nước ta, với sức tàn phá được nhận định là khủng khiếp. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng mây rất rộng, bão Noru sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta khá sớm. Trong đó, thời điểm bão quần thảo dữ dội nhất là từ tối nay và đêm nay cho đến ngày mai. Dự báo từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp rất lớn chỉ sau cấp thảm họa, với 5 tỉnh chịu tác động mạnh nhất của bão là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 địa phương khác là Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên chịu rủi ro thiên tai cấp 3, cấp lớn. Nguy cơ nước biển dâng gây ngập úng ven biển. Do ảnh hưởng của bão Noru, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, sau lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão cấp 14, 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9-11m, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ, có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh. Từ sáng nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Từ chiều nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Dự báo khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao 1-1,5m, mực nước tổng cộng nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 2-2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. 60 huyện đô thị có nguy cơ ngập úng. Theo ông Mai Văn Khiêm, do mưa rất lớn lại tập trung trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các dòng sông, ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét vùng núi. Cơ quan khí tượng nhận định hai kịch bản lũ có thể xảy ra. Ở kịch bản mưa phổ biến 300mm, các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông Thừa Thiên Huế ở báo động 1 và trên báo động 1.
ở kịch bản mưa phổ biến 400mm, đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt, 60 đô thị đối mặt nguy cơ ngập úng. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Quảng Bình, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị, Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, Huế, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi, Bình Định, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, Phú Yên, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, Kon Tum, Đắk Lây, Đắk Tô, Đắk Hà, Kon Plong, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Gia Lai, Mang Giang, Phú Thiện, Ayumpa, Krongpa, An Khê, Ka Bang, thị xã An Khê. Bão số 4 giật cấp 17 áp sát đất liền, đổ bộ đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đêm nay. Vị trí tâm bão số 4 ở cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển sang Lào và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, vùng gần tâm bão cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7-9 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4-6 mét, vùng gần tâm bão từ 6-8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao từ 1,2-1,7 mét, Quảng Bình 1,2 mét, Quảng Trị 1,3 mét, Huế 1,5 mét, Đà Nẵng 1,7 mét, Quảng Nam 1,5 mét, Quảng Ngãi 1 mét. Mực nước tổng cộng nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 1,5-2,5 mét, Quảng Bình 1,6 mét, Quảng Trị 2 mét, Huế 1,8 mét, Đà Nẵng 2,5 mét, Quảng Nam 2,5 mét, Quảng Ngãi 1,5 mét. Nguy cơ cao ngập tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi giật cấp 10, cấp 12. Cảnh báo mưa lớn từ đêm ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị, Quảng Bình cấm biển, đóng cửa cảng hàng không Đồng Hới. Do ảnh hưởng của bão Noru, một trận lốc xoáy đi qua huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã làm nhiều ngôi nhà tốc mái, chợ búa và nhiều cơ sở trường học y tế bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lốc xoáy này tại Quảng Trị. Chiều tối ngày 27 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, Quảng Trị cho hay, khoảng 15 giờ 30 phút, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua khu phố 3 thị trấn Cửa Việt Gio Linh, Quảng Trị, đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân. Trụ sở bị tốc mái và bảng hiệu và cây cối cùng hoa màu của người dân bị tàn phá nặng nề. Trận lốc xoáy này đã làm tốc mái khu vực chợ Cửa Việt và nhiều nhà dân gần đó, xô đổ nhiều xe máy đang dựng hoặc lưu thông trên đường và làm bật gốc nhiều cây cổ thụ. Nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của các kiosk bán hàng, các kho chứa hàng đã bị gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến hàng hóa bên trong của người dân. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động cho học sinh các cấp học của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nghỉ học kể từ 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9 năm 2022. Đồng thời yêu cầu tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều ngày 27 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Các trường học gấp rút triển khai phương án phòng chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch sơ tán học sinh tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, khu vực trũng thấp, ven sông, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của bão Noru, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ trưa ngày 27 tháng 9 đã xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và hiện tại người dân đang tiếp tục tìm các phương án để trăng chống nhà cửa, chống bão. Noru dự kiến đổ bộ vào đất liền thuộc thành phố Đà Nẵng vào giữa đêm nay. Tại Quảng Bình, mặc dù những ảnh hưởng của bão Noru chưa thể hiện rõ nhưng khoảng từ 15 giờ chiều nay, nhiều nơi tại Quảng Bình bắt đầu xuất hiện mưa và gió vùng ven biển có chiều hướng mạnh dần lên. Nhằm ứng phó với bão Noru, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ, tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và ra lệnh cấm biển bắt đầu từ 12 giờ ngày 26 tháng 9. Cảng hàng không Đồng Hới chính thức đóng cửa vào 22 giờ ngày 27 tháng 9 cho đến hết thời gian bão Noru đổ bộ vào đất liền mới xem xét mở cửa trở lại. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã có những phương án chống bão Noru. Những hồ đập xung yếu, những khu vực nguy hiểm, những tuyến đường liên huyện, liên xã dễ bị sạt lở đều được cảnh báo đến bà con để phòng tránh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương hạn chế những cuộc họp không cần thiết, tập trung người và phương tiện nhằm sẵn sàng ứng phó với bão Noru và ứng cứu kịp thời người dân theo những phương án 4 tại chỗ đã được đề ra. Những hình ảnh đầu tiên về thiệt hại do siêu bão Noru gây ra. Miền Trung bắt đầu chịu ảnh hưởng do bão Noru gây ra với cường độ bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, có thể gây ra tác động hết sức nguy hiểm trên biển và đất liền nước ta. Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị tốc mái, đổ sập. Dù bão Noru chưa đổ bộ, nhưng 16 giờ ngày 27 tháng 9 ghi nhận tại khu phố 3 thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho thấy một số cây xanh bị gãy, nhà cửa và quán xá bị tốc mái do ảnh hưởng của một cơn lốc xoáy quét qua. Người dân cho biết vào khoảng 13 giờ 20 phút đi kèm với cơn mưa lớn là một luồng gió mạnh quét qua chỉ một thời gian ngắn nhưng phần mái ở chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc biến dạng, các ngôi nhà ở cạnh đó bị tốc mái. Tại thị trấn Cửa Việt, nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, cơ quan chức năng vừa mới đến hiện trường để thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy khiến khoảng gần 300 nhà dân bị tốc mái, đặc biệt có 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 người bị thương. Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận gió mạnh, mưa trắng trời. Tại Đà Nẵng, từ 16 giờ chiều nay đã bắt đầu mưa lớn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, gió thổi liên hồi và mạnh lên từng giờ. Theo yêu cầu của nhà chức trách, người dân không còn lưu thông trên các tuyến đường vào chiều tối nay. Đến 18 giờ chiều nay, hầu hết người dân sống tại các vùng trũng thấp, nhà tạm bợ ở Đà Nẵng đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi trú bão an toàn. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đơn vị đã huy động 53.000 cán bộ chiến sĩ cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão. Ngoài ra, gần 1.400 ô tô, 715 xuồng máy và một trực thăng cùng 5 xe thiết giáp của lữ đoàn TTG 574 sẵn sàng đợi lệnh chỉ huy để cơ động ứng phó bão số 4. Bão chưa đổ bộ, lốc xoáy đã tốc hàng trăm nóc nhà, chủ tiệm khóc ròng vì vàng bị gió cuốn bay. Trước khi bão số 4 đổ bộ, một cơn lốc xoáy quét qua làm nhiều trụ sở nhà dân bị tốc mái, đổ sập ở thị trấn Cửa Việt, Quảng Trị. Một tiệm vàng trên địa bàn cũng bị thổi bay, mất rất nhiều vàng. Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Tuy bão số 4 Noru chưa đổ bộ, nhưng khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 9 đã xuất hiện cơn mưa lớn cùng với lốc xoáy quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Theo người dân chứng kiến, trận lốc xoáy xảy ra trong vòng chỉ vài phút nhưng để lại thiệt hại nặng nề. Nhiều cây xanh bị gãy, đổ ngổn ngang, hàng quán, trụ sở, nhà dân bị tốc mái. Nghiêm trọng nhất là tại chợ Cửa Việt, lốc xoáy đã làm sập mái, tốc mái, vỡ cửa kính nhiều quầy hàng, kiosk trong chợ. Khu vực bán mặt hàng tươi sống bị sập mái toàn bộ. Nhiều cửa hàng bán vàng bạc, đá quý thiệt hại nặng nề vì lốc xoáy cuốn phăng cả tủ đựng vàng bạc. Sau khi trận lốc xoáy xảy ra, tiệm vàng Phước Thịnh ở chợ Cửa Việt bị lốc thổi, rất nhiều vàng trong tiệm bị cuốn bay theo. Tại hiện trường, chủ tiệm vàng bị thương, chỉ biết khóc trong vô vọng. Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cùng giúp gia đình tìm vàng. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo tiền phương cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng chống bão số 4 tại tỉnh Quảng Trị. Sau cuộc kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp rà soát công tác ứng phó bão số 4 tại đầu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Dự họp có lãnh đạo một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 4. Phát biểu mở đầu cuộc làm việc,
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, chỉ còn mấy tiếng nữa thì bão sẽ đổ bộ vào đất liền, thời gian rất quý, do đó cần nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những phát sinh do cơn bão gây ra. Cho biết về việc kiểm tra khu vực bị lốc xoáy tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng cho rằng dù chuẩn bị kỹ càng thì vẫn còn tình huống đột xuất bất ngờ. Mặc dù bão chưa vào nhưng lốc xoáy làm cho 100 ngôi nhà tốc mái, 3 người bị thương. Quảng Trị đã vào cuộc kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Phó Thủ tướng đề nghị cuộc họp tập trung vào các biện pháp cấp bách trước mắt khi chỉ còn ít thời gian nữa bão sẽ vào. Trong đó tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân, sức khỏe, tính mạng của người dân là hàng đầu. Điều đó liên quan đến sơ tán, bố trí chỗ ở, đã vận động bà con sơ tán hết hay chưa? Làm sót cái này thì bão vào thì nguy hiểm cho người dân, đây là nhiệm vụ số 1. Thứ hai, phải xác định bảo vệ các công trình trọng điểm, quan trọng mà ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội cũng như an toàn cho nhân dân, hồ đập, đê điều, đường xá, bệnh viện, bảo vệ hệ thống điện. Thứ ba, Phó Thủ tướng đề nghị báo cáo về việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, ứng cứu trường hợp bị chia cắt, có thể xảy ra tình huống chưa lường hết như đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu như thế nào. Chủ khách sạn Club Đà Nẵng, Hội An cho dân ở miễn phí tránh bão Noru. Nghe tin về sự nguy hiểm của bão Noru, Quang Huy, chủ khách sạn tại quận Sơn Trà Đà Nẵng tận dụng 8 phòng khách sạn của gia đình làm nơi trú ẩn cho người dân địa phương. Quang Huy sinh năm 1995, thông báo cho người dân về hoạt động của mình trên mạng xã hội và nhờ người quen loan tin giúp. Tính đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, hầu hết phòng trong khách sạn đã kín người đến tránh bão. Tôi có đủ chỗ ở tạm cho khoảng 40 đến 50 người. Hiện tôi để dành ra một phòng, nhỡ tối nay có người gặp sự cố bất ngờ có thể đến tá túc, anh Huy nói với Dinh. Vì không gian có hạn, anh Huy ưu tiên giường nằm cho người già, trẻ nhỏ. Đối với sinh viên thanh niên khỏe mạnh hơn, anh trải thảm, đệm ra sàn để mọi người ngả lưng. Ngoài chỗ ở, khách sạn cũng chuẩn bị một số thực phẩm như mì tôm, nước, bánh ngọt để ở những vị trí đặc biệt sử dụng và đều miễn phí. Giờ là mùa du lịch thấp điểm, phòng trống cũng không để làm gì, chi bằng tận dụng hỗ trợ bà con. Mọi người bí lắm mới tìm đến nhờ giúp đỡ nên tôi sẽ cố gắng hết sức, anh chia sẻ. Tại quận Liên Chiểu, club của anh Ngọc Sơn cũng đang được tận dụng làm nơi lánh nạn miễn phí. Anh cùng nhân viên trải sẵn chiếu, chăn mỏng ra sàn cho người dân ngủ tạm. Quầy bar cũng được chất đầy sữa tươi, mì tôm, trứng, xúc xích và nước nóng để mọi người sử dụng. Trước đó, anh và một số người bạn còn hỗ trợ chặt tỉa cây, trang chéo nhà cửa và di chuyển một số đồ vật có giá trị cho người cần kíp trong bán kính 1 km. Tất bật hỗ trợ người cần. Lo lắng trước sự nguy hiểm của cơn bão được dự đoán là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, anh Phạm Thế Phương Đà Nẵng biến nhà riêng trên đường Ngũ Hành Sơn thành điểm trú bão cho các sinh viên quanh khu vực. Tôi biết có nhiều sinh viên ở trọ trong những căn nhà thiếu kiên cố, dễ gặp nguy hiểm khi bão tới nên muốn các em có nơi tránh tạm. Tôi cũng lo ăn uống đầy đủ cho họ. Anh Phương cho biết sau khi đăng tin lên mạng xã hội đã có nhiều bạn liên hệ nhờ giúp đỡ, nhận thông tin bão sẽ mạnh nhất và khuya ngày 27 tháng 9, anh dặn dò mọi người tới nhà trước 17 giờ để đảm bảo an toàn. Tới đầu giờ tối, 10 bạn sinh viên đã có mặt ở nhà anh. Anh cho biết những năm trước mỗi lần có bão lớn hay lũ lụt nguy hiểm, gia đình anh đều hỗ trợ mọi người. Anh hy vọng cơn bão sẽ sớm qua và mọi người đều bình an, không có quá nhiều thiệt hại. Ở Hội An, thời gian bão Noru đổ bộ, 3 cơ sở của Mian Villa Hotel sẽ mở cửa đón bà con địa phương tới lưu trú hoàn toàn miễn phí. Chiều tối ngày 27 tháng 9, cơ sở của khách sạn ở số 30 đường Nguyễn Tuân đã kín chỗ. Chị Sen, nhân viên phụ trách villa tất bật hỗ trợ sắp xếp chỗ ở và cùng mọi người nấu ăn. Villa tôi phụ trách có 16 phòng nhưng rộng rãi nên chúng tôi bố trí thêm giường và đệm phụ để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn. Hiện có khoảng 50 người đang tránh bão ở đây, có cả sinh viên, người lớn tuổi và trẻ con. Một số bạn đi làm nhưng gió lớn không về nhà được, chúng tôi cũng giúp họ vào trú bão. Chị Sen cho biết, chị Sen cho hay từ chiều, gió bão bắt đầu mạnh lên, villa ưu tiên bà con có hoàn cảnh khó khăn, những người ở trọ không kiên cố và người dân ở các khu vực trũng thấp, giáp biển dễ gặp nguy hiểm khi bão đổ bộ. Bên cạnh chỗ ở miễn phí, các cơ sở của khách sạn hỗ trợ thêm nước uống và mì gói cho mọi người.
Những người dân đến lưu trú cũng mang theo thực phẩm, chủ yếu là đồ khô và dễ chế biến. Hiện tại chỉ có tôi là nhân viên ở lại nên mọi người tới đây cũng giúp đỡ nhau nấu nướng. Tôi tranh thủ đi tiếp tế thêm đồ ăn, nhưng rau và trứng không còn để mua. Một số mạnh thường quân có gọi điện để hỗ trợ thực phẩm, nhưng bà con ở đây thấy mình đã đủ nên nhường phần đó cho những nơi cần hơn, chị Sen chia sẻ. Bão Noru có thể làm đắm tàu trọng tải lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Chuyên gia khí tượng cho rằng Noru là cơn bão lịch sử có thể làm đắm tàu trọng tải lớn. Khi bão vào đất liền, dự báo gió cấp 12, 14, giật cấp 15 có sức tàn phá lớn. Trao đổi với báo chí chiều ngày 27 tháng 9, ông Trần Quang Năng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nhận định khi áp sát vào vùng biển nước ta, cường độ bão Noru duy trì cấp 14, giật cấp 16, tới khi bão vào đất liền, dự báo bão ở cấp 12, 14, giật cấp 15. Đây là con số lịch sử mà từ trước đến nay bản tin dự báo của chúng ta chưa từng đề cập tới. Với cấp gió như vậy, sức tàn phá của bão rất lớn, ông Năng nói. Theo vị chuyên gia, với cấp gió như vậy, tàu trọng tải lớn nằm trong vùng biển của bão đi qua có thể đánh đắm. Vì vào ven bờ, toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Cột sóng cao có thể gây đắm nhiều tàu thuyền, kể cả khi neo đậu ở cầu cảng kín. Trên đất liền, cấp bão có sức gió 12 đến 14, giật cấp 15. Bão có thể tàn phá nhiều công trình nhà cửa không kiên cố và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động giao thông. Dự kiến bão đổ bộ vào đất liền 21 đến 22 giờ hôm nay đến 5 đến 7 giờ sáng ngày mai. Ông Năng khuyến cáo toàn bộ người dân ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía Bắc Bình Định tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra khỏi nhà để hạn chế thiệt hại do cơn bão lịch sử gây ra. Ngoài gió mạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn tại các khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Mưa bắt đầu trút xuống từ chiều ngày 27 và kéo dài hết ngày 28 tháng 9 với lượng phổ biến từ 250 đến 350 mm, có nơi trên 450 mm. Riêng khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Chuyên gia cảnh báo khu vực đồng bằng, ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nguy cơ ngập trung bình từ 0,3 đến 0,6 mét. Đáng lưu ý từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đề phòng nước dâng từ 1,5 đến 2,5 mét, gây nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển, cửa sông. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến tối ngày 27 tháng 9, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 81.000 hộ dân, tương ứng trên 253.000 người đến nơi an toàn. 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27 tháng 9. Một số địa phương cũng cho cán bộ, công nhân viên nghỉ làm từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9. Hiện gần 4.800 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm đã di chuyển vào đất liền tránh trú. Nhà chức trách tiếp tục yêu cầu các địa phương điều tiết phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không ra đường từ đêm ngày 27 tháng 9 đến khi bão tan, đồng thời xem xét dừng một số hoạt động sản xuất để hạn chế người dân tham gia giao thông khi bão đổ bộ. Tin bão khẩn cấp 21 giờ, bão Noru cách Đà Nẵng, Quảng Ngãi 117 đến 140 km. Vị trí tâm bão lúc 21 giờ ngày hôm nay khoảng 15,8 độ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 140 km, cách Quảng Nam khoảng 127 km, cách Quảng Ngãi khoảng 117 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km một giờ. Bão Noru giật trên cấp 17, cách Đà Nẵng, Quảng Ngãi 210 km. Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8, Huế có gió giật cấp 6, Đà Nẵng có gió giật cấp 7, Quy Nhơn có gió giật cấp 6, Tuy Hòa có gió giật cấp 6. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày hôm nay có nơi trên 180 mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 197 mm, Thọ Quang, Đà Nẵng 200,4 mm, Cù Lao Chàm, Quảng Nam 201,2 mm, Núi Thành, Quảng Nam 185 mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 188,6 mm.
Vị trí tâm bão vào lúc 21 giờ ngày hôm nay khoảng 15,8 độ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 140 km, cách Quảng Nam khoảng 127 km, cách Quảng Ngãi khoảng 117 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/giờ, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vào hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 134 đến 166 km/giờ, giật cấp 16. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/giờ, giật cấp 13. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, di chuyển sang Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km/giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Bão Noru đang ở thời điểm mạnh nhất và không có khả năng thành siêu bão. Tối nay, nhận định về diễn biến bão số 4 Noru, Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đến thời điểm này bão đang trong tình trạng mạnh nhất và không thể xảy ra khả năng bão mạnh lên cấp 16, cấp siêu bão. Khoảng cách hiện tại từ tâm bão đến đất liền là khoảng 200 km về phía đông. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, sau 22 giờ ngày hôm nay là khoảng thời gian tác động của bão đến đất liền rõ ràng nhất. Cụ thể, khu vực đất liền và khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh từ vùng tâm bão vào sẽ kéo dài đến sáng mai. Khoảng thời gian tâm bão di chuyển vào đất liền vùng mắt bão là thời gian lặng gió, nên người dân phải hết sức lưu ý, không chủ quan và không đi ra ngoài, vì chỉ khoảng 5 đến 10 phút sau đó, gió sau bão di chuyển vào sẽ mạnh hơn, gây nguy hiểm rất lớn. Người dân chỉ có thể an toàn ra ngoài khi theo dõi các bản tin về bão đã ra khỏi khu vực hoặc suy yếu. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cảnh báo, ngoài gió mạnh, chính quyền và người dân hết sức chú ý đến các hiện tượng mưa dông gây lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm là tại các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum và Gia Lai. Bão số 4 không chỉ tác động đến khu vực Trung Bộ mà còn tác động đến khu vực các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, nơi ít khi có tác động của bão mạnh, gây gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 9, 10. Đây là cấp gió hiếm gặp ở hai tỉnh này nên người dân hết sức đề phòng. Lý giải về sự tác động của bão đến các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, đường đi của bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, trọng tâm là tác động vào các tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và nơi tiếp giáp với các tỉnh trên nên cũng sẽ bị tác động. Quảng Trị xuất hiện lốc xoáy trước bão làm bay nhiều mái tôn, gãy cây xanh.
Ngày hôm nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại các địa phương ven biển thuộc huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Đến 15 giờ cùng ngày, tất cả công việc chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại các huyện ven biển đã xong. Quảng Trị bắt đầu có mưa và gió. Hồi 15 giờ 20 phút, một cơn lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, thổi bay nhiều mái tôn và làm gãy đổ nhiều cây xanh tại khu vực chợ. Chính quyền thị trấn Cửa Việt đang kiểm tra thiệt hại chi tiết. Kiểm tra ứng phó bão số 4 trước giờ bão đổ bộ, đồng chí Võ Văn Hưng biểu dương chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo, vận động, kêu gọi ngư dân vào bờ tránh, trú bão an toàn, đồng thời đề nghị các chủ thuyền nghiêm túc thực hiện các cảnh báo, khuyến cáo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong và sau bão để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng chí Võ Văn Hưng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động gia cố nhà cửa chắc chắn hơn nữa, di chuyển tàu thuyền, lương thực, thực phẩm lên nơi cao ráo, an toàn ngay từ khi bão chưa đổ bộ để hạn chế thiệt hại về tài sản. Yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, nhất là trên biển, trên sông và các khu vực bị cô lập, chia cắt do ảnh hưởng bão và mưa lớn sau bão, chú ý bảo vệ các đối tượng yếu thế, học sinh, người nhà, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật, chủ động bố trí lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân yên tâm tránh bão. Hiện tại tất cả các chủ phương tiện tàu thuyền đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số 4 và đã và neo đậu an toàn tại các khu trú tránh. Bão Noru vào Trung Trung Bộ ngày hôm nay, những địa phương nào cần chú ý nguy hiểm? Bão Noru, bão số 4 được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, có ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Khoảng ngày hôm nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Chia sẻ với báo chí chiều hôm qua, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão, ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh. Cường độ bão thời điểm trước khi đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines đạt cấp 15, giật cấp 17. Sau đó, khi đi vào Biển Đông, cường độ đã yếu đi, còn cấp 12, giật 14. Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansine tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kesana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay, theo ông Hưởng, tốc độ di chuyển của cơn bão số 9 là khá nhanh, trung bình khoảng 20 đến 25 km/h. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nên ngay khi bão vào Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo trung tâm phát tin bão khẩn cấp. Về diễn biến của cơn bão số 4, dự báo trong 24 giờ và 24 đến 48 giờ, cả sau 48 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cường độ đạt mạnh nhất khi ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, cường độ ở mức cấp 14, giật cấp 16. Theo nhận định, khoảng sáng đến trưa nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay, về ảnh hưởng và tác động của cơn bão số 4 trên biển, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa qua, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội.
Từ tối và đêm qua, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Từ gần sáng ngày hôm nay, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày hôm nay có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày hôm nay có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 14. Các chuyên gia cũng cảnh báo, từ chiều qua đến ngày hôm nay ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ hôm nay đến 2 ngày tới, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng xảy ra lũ được chia ra làm các kịch bản. Với kịch bản mưa lớn trên 300mm thì các sông ở khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Kịch bản thứ hai là mưa lớn trên 400mm, đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai. Trao đổi thêm về tình hình bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 tiếng qua, cấu trúc của bão đã tăng hơn, xu thế mạnh hơn so với sáng sớm hôm trước đó và có thể tăng lên. Vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng của bão là Trung Bộ, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, cấp độ rủi ro cấp 4 và là cấp rất nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản. Chúng tôi có trao đổi với các nước bạn thì các mô hình dự báo quốc tế đều khẳng định cơn bão này rất mạnh, không có dự báo nào dưới cấp 13. Cường độ có thể sai số từ 1 đến 2 cấp, nhưng thống nhất chung của mô hình quốc tế thì cần đề phòng cơn bão này duy trì cường độ cao khi đi vào đất liền để sẵn sàng công tác ứng phó, ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh. Về cảnh báo rủi ro thiên tai, ông Mai Văn Khiêm cho hay, bên cạnh ảnh hưởng của mưa, gió thì với các địa phương chịu ảnh hưởng nguy hiểm của bão, có lượng mưa lớn trong vài ngày thì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương này là rất lớn.